Alo. Ok, hello anh em. Rồi chúng ta tiếp tục series Đại Việt Trường Tồn nữa nào. Series mà siêu mà con mẹ mình cuốn. Rồi, chúng ta đã khám phá ra chỗ Úc. Thằng tạo thuộc địa đó. Thằng này cho đi khám phá tiếp mấy cái vùng khác này. Cứ cho nó khám phá thôi. Đại Việt vẫn đứng thứ 7 trong top các siêu cường của thế giới. Con đường để trở thành cho một trong những cường quốc mạnh nhất châu Á, thay thế cho nhà Minh. Đó là giấc mộng đời đời của gia tộc họ Lê. Liệu gia tộc họ Lê có thể đạt được tới đẳng cấp của nhà Minh làm chùm châu Á không? Chúng ta chờ xem. Đại Việt năm 1546, thực lực quân sự quân đội 3 vạn. Ui con mẹ, bọn này 5 vạn cả. Chó Thái này. Chó Thái mạnh đấy. Chó Thái này nữa. Ở đây chúng ta có thể chấp nhận được cái văn hóa Khmer, bởi vì khăn đá Khmer ở đây nó có một cái sao bạc, à sao đồng, là văn hóa này là có thể giống với cái văn hóa Việt Nam. Thì không biết là chúng ta có nên chấp nhận văn hóa Khmer không nhỉ? Chứ nếu mà đồng nhất hết vào tôi thấy cũng hơi tốn kém đấy. Thì ở đây chúng ta cái này rồi chúng ta sẽ chọn thêm một cái, đó là đây, giảm 25% phí của cố vấn. Mỗi bên làm phát diplomatic này. Thì cái phí này nó sẽ rẻ hơn, chúng ta sẽ đỡ bị tốn kém tiền hơn, có cơ hội để tuyển thêm các vị trí mới. Thái vẫn mạnh lắm. Và lực lượng tàu của Thái mạnh hơn mình. Thái có 50 tàu và mình chỉ có 26 tàu thôi. Mũi Cà Mau đất của Thái ông nội. Thái nó kiếm chiếm được Cà Mau từ những tập đầu rồi không xem à? Nó chiếm được Cà Mau từ những tập đầu rồi. Mình không chiếm được. Đến bây giờ thì mình vẫn chưa thể nào chiếm được, nó vẫn còn lăn tăn. Bây giờ sẽ chiếm nốt khu vực Angkor. Khu vực Angkor của Lào. Chúng ta được nguyên mảnh đất Angkor của Lào, chúng ta cố gắng chiếm. Mà ở Angkor nó có một cái công trình đặc biệt, Điện Angkor Wat. Điện Angkor Wat này nó có cái búp là technology trừ 10%, tôn giáo cộng 0.15 và cộng cho thầy tu 15 loyalty, 15 độ trung thành cứng, phích cứng. Nhưng đấy là cái cuối cùng, cấp cuối cùng nó mới được thế. Nên chúng ta cố gắng chiếm được Angkor này. Là chúng ta có hai công trình đặc biệt. Nhưng mà chúng ta chưa có tiền nâng cấp, quá đắt, 1.000 tiền. Thank you.
hồi quân Pháp nhỉ. Tiếp tục chúng ta sẽ đánh những thằng ở trên. Và bọn này là đến năm 59 ủ lâu ấy. Ava sao Ava mình không sát. Thế là đánh Lào chúng ta phải đợi lâu đấy anh em. Đến năm 59 chúng ta mới đánh được tiếp. Thì đến năm 59 là cái hiệp định của chúng ta với bọn Sen Uy này sẽ hết hạn và chúng ta có thể tuyên chiếm Sen Uy để chiếm Angkor. Đánh Hanxi để chiếm Angkor. Bây giờ chúng ta sẽ ổn định quốc lực thôi. Đánh Lan Na hơi căng. Bởi vì Lan Na đồng minh với bọn Trung Quốc. Và đồng minh với Lào. Nếu mà đánh Lan Na thì phải đánh cái thằng này. Mông Giang. Mông Giang lại không cạnh mình. Nó không cạnh mình thì mình lấy tức quyền mình không đánh được nó. Anh em hiểu vấn đề không? Thế thì bây giờ muốn đánh Lan Na ấy thì tôi phải chiếm được, thì tôi bắt buộc phải đợi đến năm 59 để chiếm Sen Uy, vì lãnh thổ của Sen Uy tiếp giáp với cái thằng Sipa này, Hờ Sipa này, và khi tôi tuyên chiến thằng Hờ Sipa này để tôi chiếm Lan Na đấy, thì sau cái trận chiến sau khi tôi chiếm bọn Hanxi này, tôi chiếm Lào và chiếm Hanxi, chiếm cả hai là cùng lúc, sau đó chúng ta chiếm Hisipa, tuyên chiến với Hisipa để đánh Lana, chiếm hai thằng này. Đó. Đó là kế hoạch trong vòng khoảng 20-30 năm tới. 20-30 năm tới chúng ta sẽ có kế hoạch như thế. Các bước như thế. Chuẩn bị trước. Bây giờ là chúng ta sẽ ổn định quốc lực. Hồi quân đã. Cao Bằng tăng thuế đấy. Thuyền ngoài khơi chắc cứ duy trì đúng không, hay là không cần, chẳng chẳng cần rồi, mình còn khoản tiền nào nữa để tiết kiệm không nhỉ, chúng ta mới có dương 7. Không chiếm được Đài Loan, nó bao nhiêu lần rồi. Đài Loan là quá xa, không đánh tới. Không claim được cái tước vị ở Đài Loan ấy. Tôi đang cố thu phục thằng này làm đệ tử. Xong quét gì đấy?
Ồ. Idea code thì 5% ngon. Tôn giáo và learning. Chúng ta sao được quét này này ngon. Cái quét nhà Minh này như nào anh em? Tạo một cái quan hệ thù địch với nhà Minh tôi chưa biết tạo như nào. Rồi tiếp tục cho nó đi tìm kiếm tiếp. Sotina quát. Đi tìm đi. Biển thì mở rộng phết rồi chứ đùa đâu. Bản đồ của Đại Việt khám phá xa vậy đấy. Philippines thì cần đéo phải đánh. Philippines mình giữ, mình có mối giao thương ở Philippines đây rồi. Thật ra đánh để chiếm cái khu vực này cũng được. Nhưng mà đánh Philippines hơi phiền đấy. Mình cứ cho một đạo. Chúng ta đã cho 2 vạn 2 quân tiến ra Quy Nhơn. Chúng ta sẽ có nổi loạn ở đây. Hay là tiến đánh Philippines nhỉ? Malacca này chúng ta tôi đang tính sẽ bắt nó làm chư hầu. Chắc là bắt được thôi. À, không có. Ngày trước tôi định tôi lấy cái Glory Favored với bọn Malacca để làm gì ấy nhỉ? Hình như không để làm gì đúng không? Rồi khám phá xong tiếp, tiếp tục cho đi khám phá, cứ đi khám phá hết sạch chỗ này đi. Cứ đi mà khám phá. 1 vạn 8 quân ở nhà sẽ chuẩn bị phòng thủ. 2 vạn 2 thế thì tôi cần thêm một ít tàu chở quân. 2 vạn 2 thì tôi vẫn để lên tàu Transport này, chúng ta để lên tầm 22 cái. Một tàu Transport là đẻ được bao là chở được bao nhiêu lính anh em nhỉ? Không phải một cái bắt chư hầu không cần điểm favor này. Bắt chư hầu nó cần điểm quan hệ relationship 190 điểm là đủ rồi. Để làm để bắt chư hầu chúng ta cần là đồng minh quân sự, đồng minh rồi đúng không? Đồng minh rồi. Thân thiện 190 và không có chiến tranh thế thôi. Thì cái Curry Favor này chắc không để làm gì đâu, tắt đi. Nó đang đồng minh với mấy thằng linh tinh này, cũng cần Favor của nó. Trust, trust của nó với mình đang 65, tức là nó đang rất tin tưởng mình. Mình có thể đổi điểm favorite lấy cái điểm tin tưởng này. Thì đổi điểm tin tưởng này
cũng chắc cũng chả để làm gì đúng không? Có nên dùng điểm favorite để tăng cái điểm chớt không? Cái điểm chớt này nó có giúp cho cái điểm quan hệ chúng ta tăng lên nữa không? Giới hạn lực lượng hải quân thì chắc của tôi vẫn ít thôi. Hiện tại là 40 thuyền cơ mà. Mình mới có 26. Thuyền của mình ít mà. Cả nước mình có 26 thuyền. Bọn Lào, bọn Thái Lan tận 50 thuyền và 5 vạn quân. Mà bây giờ đi đánh Philippines mà bọn chó đấy nó cắn trộm là cũng căng ấy. Tôi đang tính là chiếm Philippines và bắt và Malacca chúng ta lấy làm chư hầu. Thì chúng ta sẽ có 3 điểm giao thương quan trọng ở ngoài biển Đông Nam Á, ngoài khơi đông phía Đông Nam Á. Có nên chấp nhận văn hóa Khmer không nhỉ? Chấp nhận mẹ này. Nó giống với văn hóa của mình thì chấp nhận. Thì mình đỡ phải convert sang văn hóa nhiều. Mấy văn hóa Khmer thôi. Mấy cái này thì tí convert bớt sang. Mà tốn điểm này là kinh khủng. Có thể xây các công trình khai thác lụa và đồ gốm sứ Trung Quốc này, gia vị này, cái này thì làm được. Tất cả các tỉnh phải cùng văn hóa, cũng được. Thêm thuyền trên Ford nhỉ. Chắc không cần nhiều quân thế này. Hai vạn. Chắc chỉ cần đến 2 vạn quân thôi nhỉ. Hai vạn quân thì mình cần tới 20 thuyền. Quảng Đông, Quảng Tây, nói chung phương Bắc chưa chiếm được. Duy đang đánh à? Chính ra nên đánh bọn này. Đánh đại lý hay là đánh duê? Cái quét này đổi sang bộ binh mới chưa đổi rồi. ASEAN Aquabook quét này cấp 9 rồi. Đánh duê, nếu đánh thì nên đánh duê để lấy Macau, Hồng Kông. Nhưng mà bây giờ tôi đang phải đợi xem cái cuộc chiến của thằng này với duê như nào đã nha. Để nó đánh xong đã, để mình xem đất nó chiếm như nào. Đúng rồi, chúng ta mới quyết định là đánh bọn nào.
Bọn này vì đánh xong bọn này cũng yếu rồi nên chúng ta cứ lấy trước vị trước đi. Spider Wolf. Bọn này thì bỏ đi, từ từ đã. Chúng ta lấy hai thằng này đã. Cứ đi khám phá hết cho anh. Khám phá lên đất của Nga rồi đấy, đùa đâu. Chúng ta có 4 vạn quân. Đánh Duê lúc nó đang kiệt quệ không phải vấn đề với mình. Duê với đại lý hoàn toàn không phải vấn đề. Bây giờ cứ tích tiền đấy. Vua sắp lên đăng ngôi. Thôi, Duê bị chiếm hết rồi anh em. Duê mất đất như thế này thì đại lý có tuyến đường thương mại nào không? Không có. Nếu chiếm đại lý thì cũng chả được gì nhiều. Chiếm đảo Hải Nam thì cũng không ngon. Chết dở. Bây giờ các ông có thấy tình thế nước Việt không? Chúng ta đang gọi là Bắc Nam đều có kẻ thù. Phía Nam thì có Sun, à phía Bắc thì có Sun và phía Nam thì có Thái. Quân lực đều rất khủng khiếp, đều trên 5 vạn. Quốc lực của chúng ta hiện tại chỉ có 4 vạn. Kỹ thuật về khoa công nghệ quân sự của chúng ta thì còn tiên tiến hơn bọn này thì đúng là tiên tiến hơn thật. Nhưng mà tiên tiến hơn nhưng mà số lượng áp đảo hơn thì cũng có lẽ tôi phải tìm thêm một đồng minh khác. Korean không phải một đồng minh hay. Nhưng mà thật sự thì cũng không có thằng nào. Brunei. Chiếm đảo Hải Nam vậy. Đừng nào cũng mất công rồi thì mình mình đang đứng dẫn đầu trong cái tuyến đường thương mại này. Nhưng mà ở tuyến thương mại ở Xiêm thì mình lại đứng thứ hai sau Thái. Thằng Thái này cay nhờ. Bọn này nó liên minh với nhau hết rồi. Chúng ta nhà Minh thì nó yếu rồi. Liên minh với nhà Minh là không nên.
không sao nó đất nó này. Không liên minh được em. Phương Bắc tình hình chính trị rất phức tạp và nó không coi mình là một đồng minh. Bọn phương Bắc chủ trương của nó là coi mình là nơi để chiếm đóng. Sibatong là ở đâu đấy? Sibabong này hiện tại unrest 4.9, tự trị 0.6. Tăng tự trị lên, tôi không muốn cho bọn này tự trị, một thời tự trị cũng được. Giảm điền này xuống, cái này mình giảm sau. Bớt đi cái đấy đi. Và khám phá ra bờ biển tiếp. Khám phá tiếp đi em. Tiền như này chiêu mộ quân nguy hiểm, còn dùng vào rất nhiều việc. Cộng thêm là quân của mình đang đi trước về công nghệ, kể cả bọn Trung Quốc với bọn Thái thì đều thua về khoa kỹ thuật, về quân sự của mình, nên mình cũng chưa sợ lắm. Thế đông quân vậy, đánh nhanh không nó hồi. Chẳng cần. Vua mời lên ngôi. Lê Kinh Vũ 1. Lê An có vẻ là một vị vua tài đấy. Sao lại có nổi dậy thế kia? Chúng ta đã mất vị trí siêu cường. Tại sao lại bị mất vị trí siêu cường? Vì đánh nhau à?
Thuyền nó mạnh hơn thuyền mình. Tiêu hao khá nhiều. Bảy mươi mốt vàng cả. Thôi tăng, thằng này tăng sĩ khí lên. Vẫn còn manpower. Xin thêm manpower từ đây xem nào. Chết mẹ. Không có tuyến đường đi sang đây à? Mình đã có thuyền rồi. Sao nó, bọn nó sang được, mình đã sang được con mẹ nó. Quân nó thì nó sang được à? Đi đủ. Sắp nổi loạn rồi, dân đi.
Chết liên tục thế. Manpower cộng 10% này. Stability. Chiếm thành này à con. Cút về nước. Đéo sang ở đây cay nhờ. Thuê thì cũng chẳng cần thuê đâu. Đợi nếu mà trận chiến xa lầy quá thì lúc đấy thuê sau. Tôi nghĩ tôi vẫn kiểm soát được thế trận này. Cút về nước. Tàu nó có 20 tàu này. Mình có yêu cầu Malacca cứu viện tàu được không nhỉ? Tăng trước được không? Cầm thì đã là Quy Nhơn của bố này. Sao có nổi loạn chưa? 80%. Giảm cái tự trị 0.05. Quá ngon. Chắc phải để đội tàu nhỉ. Tốn kém một tí. Tàu đánh nhau thì con bây giờ có nên để tàu ấy. Heavy không? 46 vàng. Có nên để heavy ship không? Hay là cứ để Gary để đánh nhau với nó?
Nếu mà chỗ này vướng quá thì chúng ta có thể tăng tự trị ở đây, đéo tăng được. 561 mới tăng được. Fuck. Bắt buộc thì phải cho quân về vậy. Chín. Bây giờ cho tiền thằng Malagat này, liệu nó có lên được không? 3 điểm. Về tắt ua thấp rồi. Không cần. Để xem nào. Tao chiếm hết đã. Chiếm được hết đại lý luôn thì ngon. Bọn này không đủ quân nên nó không cầm được thành này đâu. Xem nó có gì á. Nó toàn tiền Gen Force với cả Gale. Thôi để Gale nhé. Để 9. Mình đẻ được 12 thuyền thôi. Để 12 thuyền. Tôi muốn lấy theo tỉnh nhưng mà cái này như nó không được đủ tỉnh. Nó vẫn lây dây. Thế chúng ta sẽ lấy cái mảng bên này đi. À, bắt buộc phải lấy cái này. Không lấy được cái này đúng không? Cái này là sang tỉnh khác rồi. Thì chúng ta sẽ lấy được bao nhiêu tiền của nó? 170, liệu lấy được 170 không? 88 vàng à? Đó, lấy thế chắc là đẹp. Không bị cái này thì không cần lấy tiền. 88 vàng. Thế này là đẹp. Mấy cái tỉnh lẻ này cũng không lấy được. Lấy cái này xong rồi chiếm nốt bọn này là đẹp. Với 88 vàng. Chắc cũng hòa bọn này. Ồ, sẽ lấy được hết luôn. Lấy được hết luôn anh em ạ.
Ừ, sao cái bọn này lại coi mình là kẻ thù nhỉ? Thế thì cũng coi nó là kẻ thù. Có đi có lại. Toại lòng nhau. Chuyến được Macau. Vô bảng ngoại giao in suốt nhà mình cho xong mission. Đây à, Influnation đây đúng không? Insulter là cái nào đây? Là cái này đúng không? Phải cái này không? Nhưng đều phải đúng không? Nó là mục nào? À đây 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 đây, xem shooter. Đại Việt có cờ lê mấy tỉnh này? Mà mình đánh được bọn Su luôn cả. Caton thuộc Đại Việt. Ai chè? Chiếm Caton, chiếm toàn bộ khu vực này. À, còn tiến đánh cả Nhật Bản cơ. Thật biết. Ổn định đất nước thôi anh em. Ổn định đất nước thôi. Chưa có manpower nên cứ tắt này đi đã. À, tắt thành đi cả nhà. Trừ 10 nổi loạn, mất 10 Kama cũng được. 10 Kama nó thấp quá. Bảy vạn chữa trị quan hệ kiểu đéo gì bây giờ. Tôi cần một đồng minh gần gần đây.
Bruni ở chỗ đéo nào đây. Ui dồi ôi. Toàn mấy thằng cùi bắp này. Thằng colonist của mình. Đại thuận hiệp đáp à? Cái tiếp theo chọn cái gì nhỉ? Trừ tự trị 10% hợp lý. Năng lực quản trị 250. Cái governing capacity này thì xem ở đâu nhỉ? Năng lực quản trị của mình xem ở điểm chỗ đéo nào nhỉ? Manpower 400. Và chắc chúng ta chỗ này mình đang số 1 đúng không? Chỗ này mình đang số 2. Thì chỗ này chắc chúng ta phải tăng mẹ chat power lên để không biết bị âm bao nhiêu tiền. Mất 2 tiền nhưng mà lên được 20% này. 8 chấm này. Ở Đông Kinh, Đông đất tận đốc trận đất tận mùa đông thì chúng ta tăng cái manpower lên này. Lên 425 này. Nghệ An Thanh Hóa chúng ta cũng dùng manpower này. Thì chắc xuống còn 6.7. Chấm 2 thì manpower lên được 437. Mấy khu vực nào mới chiếm mà có nổi loạn thì liên minh quân sự chống lại Đại Việt à? Con mẹ là chứ. Cay nhờ. Thế rồi. Bọn này nó tham gia liên minh quân sự chống Đại Việt rồi. Bây giờ làm thế nào để cứu vãn thoát khỏi cái này? Kham 7k quân. 5 vạn 3. Bọn này liệu có thể đồng minh được không? Korean mạnh thì mạnh đấy nhưng nó gần như là cũng không thể giúp được gì được cho mình. 3.4 chúng ta cần một đồng minh nào đó. Tăng thiện cảm với bọn này không coi mình là kẻ thù mà nó cũng kẻ thù với Thái. Mình tăng kẻ thù lên, không biết đồng minh được với nó không. Mình có đồng minh là Malagat thì nếu mà Thái đánh thì sẽ có Malagat cứu mình. Làm sao để mình tạo được cái liên minh quân sự giống bọn nó? Thực dân Úc thì đang chiếm đất đây rồi.
Ồ, chết, xét tiền. Hồi quân chuẩn bị ấy. Cái này lấy gì hay? Lấy cái Chade Power Ship này được không? Hợp lý không? Có nên lấy không? Lấy cái nào hợp lý? Cho ý kiến đi anh em. Cái này là tăng mã lực của tàu lên nào. Tăng mã lực của tàu lên đúng không? Kiểu như là những cái thuyền thuyền cha đe sẽ được tăng mã lực lên đấy, khỏe lên đấy. Em thấy là hợp lý, lính đánh thuê cái này lính đánh quê mạnh hơn, lính thuê mình ít dùng bỏ mẹ. Cái này là block cảng à, vây hãm nó sẽ tốt hơn một, hay lấy cái này, lấy cái này thì vây hãm thành nó sẽ nhanh hơn à? Cái này nó là vây hãm ở trên cảng hay là vây hãm ở dưới đất? Này đi. Xong rồi xây một đội tàu cho đây. Mẹ Lana cũng 2 vạn quân nữa. Tuyển quân tuyển cái đeo ấy không nhìn thấy manpower ở không đi à, nhìn vào đi. Chú ý vào ấy. Phần này đi có Russian đây. Đây đúng không? Liên minh chống quân sự chống lại một thằng nào đó đây đúng không? Cái này là thuê nó đánh thuê lính của nó đúng không? Còn cái này là thuê quân sự nhưng mà có được đéo đâu.
cố đồng minh với bọn Began này. Lana trông thế mà cũng mạnh phết nhỉ. Năm mươi điểm gây hấn à? Đéo hiểu. 50 điểm gây hấn là điểm như nào? Điểm này điểm này đúng không? Expansion này. Đây là expansion. Expansion đây đúng không? Tức là như nào? Tức là bây giờ mà muốn là một liên minh quân sự với một thằng muốn tạo một liên minh có kẻ thù chung như này, thì mình phải tăng cái điểm này lên đúng không? Coalition này, coalition, nhưng mà làm thế nào để tăng điểm coalition này lên? Thế thì cái này cũng khó. Nói chung là để tạo một liên minh quân sự xung quanh cũng khó nhỉ. Cố bắt được thằng này chư hầu mà đéo bắt được. Thằng Thái nó cũng có mở đéo đâu. Ít member vừa đánh nhau xong thì chả ít.
À, lính đổi hình rồi này. Súng. Không còn kiểu bẩn bẩn như kia là cầm súng rồi anh em. Mẹ thằng nào vào bắn chết. Kỹ năng quân sự của mình 12, 11, mình vẫn hơn bọn Thái. Nói chung là mình vẫn hơn, kỹ năng quân sự của mình vẫn hơn, chắc là bọn nó cũng chưa dám đánh mình. Tôi cũng không có ý định bành trướng tiếp đâu. Tình hình cũng hơi căng thẳng. Đồng minh cố đồng minh được với thằng Bangan này cho nó yên tâm. Thằng này chắc bỏ đi. Chắc chỉ đồng minh được với nó thôi. Đồng minh được với thằng này thì mình sẽ yên tâm sắp đồng minh được rồi đấy. Nổi dậy đi bọn chó này. Bố mày còn đi làm việc khác không? Bố mày có cả những ngày với chúng mày nữa đâu. Thì đang cố đẩy tham nhũng xuống đây. Mẹ liên minh này nó phải lên đến 30 vạn quân đấy nhỉ. Liên minh quân sự chống Đại Việt phải lên đến 30 vạn quân. Ở đâu? Phải lên đến rất tầm đấy đấy. Mẹ cứ liệu hồn. Con chó Minh này. Chó Minh này. Việt tụt xuống thứ 8 rồi. Địch mẹ đến đổ loạn à, con chó này. Tốn tiền duy trì quân đấy nhỉ? Cái này thì tôi thấy chọn cái giảm cái tiền tự trị xuống 10% ở các khu định cư hợp lý để mình tăng tiền đúng không? Các ông thấy thế nào? Hay là tăng 250 điểm năng lực quản lý? Ừ. Các ông thấy cái nào hay? Tham mưu nhanh lên. Nhanh lên. Đây đang cố không dùng điểm này nữa. Căn bản chiếm đất cái điểm này tốn mãi đây, chiếm đất chiếm nhất cứ phải co lại.
Ai biết, không biết ngồi im, để cho người biết lên tiếng. Không biết ngồi im xem. Mãi mà nổi loạn. Nói chung cái này ngon này, tôi vẫn thấy cái này ngon. Tôi giảm cái quyền tự trị xuống, tăng tiền lên. Giảm quyền tự trị là tăng tiền lên. Thái không? Thằng đéo nào chả định đánh. Thằng quan điểm của thằng nào mà chả định đánh. Cái gì đấy? Victory cái gì đấy? Tôi thắng cái gì đấy? Sao lại thắng cái gì được Vic? Được cái này. À, quốc hội thông qua. Còn mẹ. Cái này bây giờ mới xong à? Fuck. Cộng 1 stability lên dương 3, ok. Ottoman đúng rồi, nhìn thấy Ottoman rồi. Đồng minh đúng với bên gan chưa? Không tăng được nữa. Full quan hệ với Lana rồi. Cứ giữ đây.
À lên 6 vạn quân rồi à? Mình thứ nhất là mình không thể để quân tiếp được, để tiếp thì chắc mình phải tắt cái này đi, cái này vẫn tốn kém lắm, chưa thể chi trả được cái này. À, tốn kém với tôi quá. Không nên mất thêm những cái điểm này nữa. Tăng tích điểm với cái điểm này. Ngày càng yếu đi, anh thấy anh ngày càng mạnh lên. Anh ngày càng mạnh lên như thế, anh ngày càng yếu đi. Chẳng qua là bọn nó đông nên sao anh có thể là yếu đi được. Cái này nó cộng thêm phần trăm tham nhũng, tôi chưa muốn lắm. Đất tốn điểm à, Demin đang muốn up công nghệ nó chả biết. Khai hóa đang khai, ok đang khai. Bây giờ muốn đánh nhau thì sẽ đánh chiếm Philippines, mang 2 vạn quân đi chiếm Philippines. Có thuyền rồi, mới cả để thêm thuyền cho đây, để thêm thuyền cho đây. Thái nó đang chuẩn bị lực lượng. Cái này gần được, gần nếu mà tặng quà cho nó thì không lên luôn, vãi thì thật. Cái này là gì? Cho quyền truy cập cảng à? Đúng không? Cái này là yêu cầu truy cập cảng đấy đúng không? Và vùng biển của nó. Trong này vào thì liệu mỗi tháng nó sẽ cấp cho mình 1 vàng nhỉ? Để nó truy cập cảng của mình đúng không? À không, đây là phí của mình. Tức là mình sẽ truy cập cảng trên bên đó và mỗi tháng mình sẽ trả 1 vàng. Cái này thực sự không cần thiết, nhưng mà nếu mà cái này nó có tăng được thiện cảm không, bởi vì chúng ta cần một tí thôi chúng ta tăng được thiện cảm rồi, thì cái này không biết là nó có tăng được thiện cảm không nhỉ. Nếu tăng được thiện cảm thì chúng ta nhiều khả năng sẽ lên được quân sự, thì mất 1 vàng để có được quân sự 5 vạn ở phía này là chúng ta sẽ không sợ bọn nhà Thái nữa. Nhưng mà có lên được thiện cảm không nhỉ? Ờ thế cái quyền thông hành quân sự này nó có mất tiền không nhỉ? Cái quyền thông hành quân sự này nó có mất tiền không? Như là không. Mẹ tham nhũng làm cho tôi bị âm tiền nhiều quá.
mình trị cái tham nhũng này để nó đẩy nó, đẩy cái tham nhũng này mạnh tay hơn nữa đi, dồn tiền đẩy cái tham nhũng này xuống. Nghỉ ngơi dưỡng sức đã anh em. Thái cũng không dám đánh tôi đâu mà. Chưa nào dám cả. Bao nhiêu quân? Một cái thằng phải rách đề. Một cái thằng phải rách lắm. Bruni thì đéo tính tiền. Rồi, công nghệ đang tụt quá. Chắc phải để trọng tâm là cái điểm này nhé, dồn nó lên. Tham nhũng tụt rồi, tụt một rồi. Đó, để cho đại lý tự trị làm cái gì? Quẩy lên. Liêu xây chết. Tự trị ở Quy Nhơn tăng 25%. Không hợp lý chút nào. Ôi ôi, chỉ số hiện tại nó còn cơ hội có người nối dõi mới chưa 5%, nhưng mà mình có rồi mà. Mình mở được thời đại tiếp chứ nhỉ? Mở rồi đấy. In ấn à?
Thời đại mới, máy dập. Mình tổ chức mình thời đại ở này rồi nhỉ, Quy Nhơn rồi này, Pompeii hay là Huế, Huế đi. Huế hay là Pompeii, hay Pompeii nhỉ? Là unlock cái mấy cái này tăng lên. Nhưng mà đợi nghiên cứu xong cái này đã. Cái điểm admin này tốn thật đấy. Hơn 10 vạn quân. Cứ dần dần nhích nhích lên vẫn được đấy. Đừng nói đéo ăn lại nhá. Vai lìn. Mẹ bọn mình dậy quần cũng mạnh thế. Đéo phải nhiều quá, thằng này xem như đéo hiểu hay sao? Đấy là chưa bật sĩ khí. Đéo biết cái gì? Quân gấp đôi sĩ khí một nửa, đánh vẫn không thắng. Để sĩ khí full. Professional quân đội của mình là bao nhiêu đây? 100. Đồng ý cho mày đi qua để đánh nhau, thằng này đang đánh nhau với bọn kia này. Sun. Tao 10 thiện cảm với Sun tí đi. Sun đang đánh nhau với thằng đéo này. Quy.
Sun mạnh vãi. Mình không xem được cái trận chiến này của nó nhỉ, là bọn nó đang tương quan bao nhiêu. Âm 1 sắp được rồi. Một trăm tiền để tăng một loạt cái này lên, nếu không thì sẽ bị nhen nhóm nổi loạn. Fuck, cũng được, cũng hợp lý, đỡ tốn điểm kia. Cái khai phá thuộc địa này tôi thấy có dầu lên được tí nào đâu nhỉ. Chẳng giàu lên tí nào mấy. 45 tiền. Đại thuận là chiếm thiên mệnh thì làm đéo gì nó. Ngồi ngoài mõm mà. Rồi bây giờ mang quân đi chiếm thằng này. Khám phá chỗ Úc nào. 2 vạn 2. 22 thuyền. Bằng 2 vạn quân đi. Pháo đâu, pháo đây. Hai bạn liệu có tới được quân này, tiến quân xuống dưới này. Đi khai phá thuộc địa thôi. Mấy thằng này đánh nhau có cần phải tước quyền tước cùng gì không? Có à? Đây rồi. Tao lại sợ chúng mày quá. Thái đánh thắng không? Để biết đánh thắng hay đánh thua.
Rồi rút ra đi. Còn đồng minh nào ngon ngon nữa không? Hàn Quốc. Bọn này cũng khả thi này. Liệu có xa quá không nhỉ? Nhưng cũng chỉ có mỗi bạn đấy là cùng. Ở đây thì cũng không còn ai nữa. Hay là bọn này. Này đi. Lan Phang này, bọn này cũng có 2 vạn quân. Cái gì mà mất thuộc địa cơ? Quy Nhơn thì cũng phải xây một cái này 67 này. Xin tiền chiếm cho lính giết, nhưng mà chúng ta đang để chính sách là không có lệnh bọn thổ dân nó nổi loạn đâu. Mình đang để chính sách đấy mà, chính sách này mới có nổi dân, có thổ dân này. Chúng ta đi đồng hóa bọn vì có bị thổ dân đánh đâu. Hồi quân chuẩn bị chiếm đất. Chưa cần một tướng ở đây. Đại Việt New River là chính là cái thằng lúc nãy, thằng này. Hôn nhân hoàng gia ok luôn. Này mẹ xịn gió nhỉ. Nhiều thằng này có nhiều đất ở đây à?
Ủa sao nó mạnh vậy? Gửi Curry Favored. Bengal Curry Favored cho mình được nhiều không? 2.000 lính và 100 vàng ở cũng được nhỉ. Đánh được thằng này không nhỉ? Mẹ đánh thằng này đến biết có bị sa lầy không? Theo anh em như nào? Đánh thằng này có bị sa lầy không nhỉ? Thằng này đất nó như nào đấy? Nó chỉ có một mảnh đấy thôi đúng không? Sao nhìn đây nó lắm đất thế? Làm tiền tốn kém đấy. Người này tiền thì không hết được. Mấy thành mười ba mười ba mười ba đã nhìn nhỉ. Thái lại tăng vượt trội công nghệ. Lấy được luôn đấy, lấy được luôn đấy. Thế đó, lấy luôn. Dưới sự bảo trợ của mình
Có nên bảo trợ bọn này không anh em? Bảo trợ này nó có tính là một cái diplomatic không nhỉ? Nếu mà tính một diplomatic thì bảo trợ với cái thằng Cửu Bắc này thì được 3 tiền. Xem ở chỗ này mình bảo trợ nha. Làm cái bắp nổi dậy sắp ở đâu đây, bắp nổi dậy ở đây. Vớ vẩn sắp chạm đến châu Mỹ rồi đấy. Bọn này xin đi qua. Nó đánh sun. Nó đánh sun anh em. Thế Thái Lan nó tham gia. Thái Lan không tham gia. Nó yêu cầu đi qua đất của mình để đánh sun. Được. Bọn này là đép. Bọn này là đi đánh đại lý. Mà đại lý thì đang là đồng minh của Lana. Ok. Cho mày đi qua đất của tao. Lên mà cứu nhau đi. Chúng mày đánh nhau đi. Bố mày fucking kê. Lan sang rất là phức tạp. Lan sang rất là phức tạp bởi vì không đồng minh với thằng này đâu. Bởi vì nó đang đồng minh với Thái. Nuốt Lan sang đánh nhau với Thái. Một cuộc chiến với Thái thì chắc chắn nó sẽ rất phiền phức. Bởi vì Thái, Sun và Lana đang là một liên minh trước quân sự chống lại mình, có mục tiêu chung. Tôi đi đái phát nữa nhé.
Với lại các ông chú ý là cái khu vực này của chúng ta đang quá nhiều kẻ thù nên tôi không muốn mở rộng nữa mà tôi muốn đánh chiếm Úc để chúng ta thu kiếm tài nguyên từ đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh thằng này. Tiến quân vào đây. Đó, chúng ta sẽ chiếm toàn bộ Úc. Nhưng mà cái tốn cái điểm admin quá nhỉ? Cách nào tăng cái điểm này nhiều hơn nữa không? Thực sự là nó quá tốn. Co thuộc địa tốn điểm với vãi lìn. Ở mấy cái thủ đô thì mấy cái thủ đô mà tôi tính thì tôi sẽ xây cái này lên. Chiếm thì chúng ta chiếm được nhiều. Mà ra cái chỗ này vẫn là 0% nhỉ? Hay là mình chưa cho thương nhân đi qua đấy nên nó vẫn 0%. Nhanh up lên nữa, còn lên idea nữa. Thọt idea lắm. Idea của thằng Thái 21 rồi. Thái chạm đến Mỹ rồi đấy. Nhìn thấy Mỹ rồi đấy. À, quân của Su đánh tận tới đây rồi này. Lana chắc chắn sẽ yếu đi. Tranh thủ lúc đấy mình có thể cho bọn này. Thôi cái mẹ nó. Chiếm Cali. Lúc này Cali chắc là đang ở cỏ, vùng cỏ. Toàn cỏ. Rồi, chuẩn bị sắp xếp mà giả tiền thôi. Không nói tăng lãi suất. Tức lên 200 rồi giả tiền. Rồi, bọn nó lấy rất nhiều, bọn nó đang có tước vị với mình. Mình đang đồng minh với Korean, không biết rằng cái cuộc chiến này. Đồng ý cho nó đổ bộ lính vào đất của mình đi. Cho bọn nó đồng ý cho bọn nó đổ bộ lính ở đất mình. Greedy favored, xin được tiền này. Xin được 120 vàng từ nó này. Cứ vàng mà dã thôi. Ôi giời, bọn này đang ua. Rồi, đợi nó ua xong đi. Mẹ là chị. Sương gió Đông Kinh. Đại lý mất rồi. Lana còn bao nhiêu quân? Lana còn 9.000 quân, hết quân dự bị. Tạm thời chúng ta không lo. Chúng ta có rất nhiều thành ở biên giới. Mình có thể cân nhắc xây thêm tuyến phòng tuyến thành ở đây, mà nó sẽ mất tiền duy trì. Đấy, chết không để ý bọn này mẹ này.
giảm phí duy trì quân đi. Đúng không? Chọn cái này. 0% à? Fuck. Milli power 10 này, dễ. Bọn tu viện sẽ tăng hai ảnh hưởng cũng không không đáng sợ lắm. Bọn tu viện sẽ tăng hai ảnh hưởng. 42%. 5 press tiếp được. Đó là 64%. Ok. Chúng ta sẽ cần nhà này giúp. Cho nhà vợ giúp. Rồi, chúng ta cũng đánh luôn ở đây. Lên. Đằng nào cũng đang hồi quân đánh luôn. Chạy nhanh đấy. Ừ, nó có 2 vạn cơ. Nhưng mà quân bọn nó chắc chỉ có kiếm giáo chứ đúng không? Kiếm giáo thôi, mình súng mà sợ đéo gì. Súng pháo. Bọn nó đông hơn nhưng mà chắc chắn không phải đối thủ của mình. Tăng tự trị ở tất cả các vùng này lên. Hoặc không. Tăng thuế và giảm. Thế đi. Tăng tiền lên. À, thêm một thằng tư nhân nữa. Đúng không? Đéo phải. Block cả. Sau đội thuyền mạnh sẽ dùng nó nhiều đấy. Cố lên cái này để lấy cái ấy nè. Bán đại lý. Bán được bao tiền?
Bán tỉnh. Bán tỉnh thì được 3 tiền. Liệu đại lý được 3 tiền. Nó có 3 vạn. Bọn nông dân này có đánh được mình không? 45 tiền. Thành đống như kia. Ủa sao? Bọn này là nông dân thì chắc là không ăn được mình đâu đúng không? Tôi nghĩ chắc không ăn được. Mình bọn nó cầm giáo mác này ăn thì đéo được súng. Bọn nó đông hơn mình 1 vạn nhưng mà tôi nghĩ chắc là không không đủ quân để đánh mình đâu. Chuyến này mình vẫn dương tiền. Chắc không cần phải thu cái này. Đất này của mình mà. Đúng không? Đất này là của Đại Việt mà. Tại sao nó lại? Cái này chắc lấy thêm một thằng thương nhân nữa nhỉ? Trade idea nhỉ anh em nhỉ? Đúng không? Nên lấy trade idea không? Economic idea. Cái này phải đi cùng một cái economic idea cơ. Economic idea chưa mắc. Chắc lấy thêm một thằng thương nhân nhỉ? Trade idea nhỉ? Hợp lý không? Hay là lấy cái này expand idea này, nó thêm một thằng colonist với cả thêm một thằng thương nhân nữa. Expansion idea này thêm một thằng thương nhân nữa để mình cử sang Philippines, một thằng colonist nữa để mình cử đi khai phá thêm. Innova này là giảm đấy thì Innova idea đấy thì cái này giảm tiền co này. Cái admin này cũng hay, nó giảm cái tiền co xuống này. Nó giảm xuống 25%, nó giảm thêm 25, nó giảm thêm 25%. Nhưng mà chủ yếu nó cộng vào lính đánh thuê, cái này cộng vào lính thuê, tôi ít dùng lính thuê lắm.
Cái này thì cũng ngon đấy, nhưng mà nó lại cộng vào lính đánh thuê ạ. Lính đánh thuê dùng có hiệu quả không nhỉ? Lính thuê đất của mẹ này. Đấy, cái này giảm 25% co thì cũng hay đấy. Cái này là học về công nghệ và tăng cái tăng thời đại. Nhưng mà bây giờ thì cũng đúng là thiếu cái điểm này thật. Thiếu điểm core bởi vì mình chiếm thuộc địa, mình cần nhiều core vãi lộn. Cần nhiều cái điểm admin vãi lìn. Tiền năm thì hiện tại vẫn ổn. Cái điểm này rất là thiếu này. Mà nó giảm 25% core là khá ngon. Điểm admin thì đang quá thọt. Công nghệ admin nó rất là thọt. Nên idea này phải lên nguyên đi. Giảm phí thuê cũng được. Chứ không tốn co lắm, chiếm đất xong không không co được. Thằng này hết đất rồi đúng không? Chó nó hết đất rồi sao nó lì thế nhỉ? Nó có 3 mảnh. Tại sao cái này rõ ràng đất của mình mà. Hay là mình chưa co nên nó chưa tính. Chó này. Cái tỉnh này của nó ở đâu nữa đấy? Nyaki ở đâu đấy? Chắc ở chỗ sương mù ẩn này mình không nhìn thấy. Nốt thằng này sắp có nổi loạn ở đâu đó 80%. Ở đây ok sẽ dẹp luôn. Cắt đéo đó lấy chứ. Cái này mới là cắt này, cái này là lấy mà, cái này là lấy chứ, cắt là phải là cái offer rồi chứ. Thành chính không được, thành chính bị ích, chọn cái Yolu là bị ích, nhưng mà chọn hai cái này thì lại xanh, đéo hiểu. Chó này mẹ mà chạy nhanh thế nhỉ? Bây giờ phải đợi tích này, nâng cái này lên này. Chó đi, đi chó này. Ông nội mới đến đây. Mất một stability. Ông nội mới đến đây. Hết quân chưa? Chắc chắn là hết rồi. Về ngay. Mẹ.
kiếp chó này, 80 vàng giả bố mày. Ok bạn nè, sao còn nổi loạn ở đây, thế giữ quân nữa. Up cái ID này là mất cái điểm đó gì đấy, điểm deep à, không điểm điểm này admin à, mất điểm admin cũng mất biển admin, mẹ cái điểm admin này tốn thật đấy. Rồi bây giờ bình ổn đất nước, không xung đột thêm nữa. À, bọn hết là nhau chưa? Hết nhau rồi cho xin tí tiền nhỉ? Vẫn đùa. Mẹ. Giả nợ đi này. Từ từ đợi lấy cái này đã, đợi lấy được cái này đã, lắp được cái này rồi mới co. Cái điểm này 12. Chứ không co giờ sớm thì phí. Đợi nó giảm giá rồi co chứ. Coronit ngồi chơi. Ai chết quý. Hết chỗ để ấy à? Ok, thế thì cho nó đi. Có nên khám phá châu Mỹ không? Xa quá. Đéo tới. Có nên khám phá châu Mỹ không, anh em? Nên thì phải co cái này này. Đó. Có mỗi cái đảo này gần.
Rồi hồi quân hạ thuế. Bảy vạn cơ. Cho tôi xin ít tiền. Nốt cái này xong rồi dồn điểm up bùng ping lên. Chiếm hết Úc thì nó tạo chính quyền riêng à? Phải chiếm hết à? Chiếm sạch luôn à? Bọn này vừa đánh nhau xong rồi. Âm 89 là đúng rồi, bởi vì mình chiếm nhiều đất mà. Của đất của mình à? Từ chối. Điểm cố vấn, phí cố vấn giảm 15%, nhưng mà bù lại thì bọn thầy tu nó sẽ giảm 20 trung thành. Nổi dậy cộng 1,5%. Cho
cho nó nổi dậy mẹ hết đi. 7.000 13 1 vạn 3 này ở đâu? Đại lý, ok. Mà giờ nó mới thông qua cái luật này. Gỗ đang 3 vàng này. Gia định là một cái công ty nhỉ. Gỗ có vẻ được giá nhất này. Sừng, mình có công ty sừng không có. Ở gia định làm phát công ty gỗ đi. Chuẩn bị dẹp loạn. Tạo thuộc địa, tạo chư hầu ở chỗ châu Mỹ xong rồi cho nó tự dẹp đi. Liên minh quân sự. Liên minh quân sự chống mình vãi lìn không? Để tiền phát triển nên tuyển lính làm cái gì. Tiền xây nhà chả có này, xây một cái nhà mất 300 vàng. Tốn kém. Ôi mẹ, cái này nó lại trước à? Hơi nhục rồi, chỗ này nó lại có tường thành. Điểm quân sự thì không cần cao. Thế là đủ. Điểm admin mình phải tuyển thằng xịn mới được. Quân sự này. Đổ sang pháo xịn này. Pháo
nhỏ, pháo to, pháo to đấy chắc là công thành, pháo nhỏ để bắn lính. Công nghệ nhanh nhá, đang tụt hậu này. Mỗi cái này mới cộng rồi, cái này mới âm 20% này. Nhanh nào. Up core một loạt. Nó sang đây nó đánh bọn Sun ở hai cái mẹ nó cho nó đánh. Bọn Thái trông thế thôi cũng chả dám đánh mình. Đấy biết nó đợi cái gì? Nó đợi mình đi đánh nhau thằng khác yếu yếu nó xông vào nó cắn nhỉ. Nên bây giờ tốt nhất là không nên đánh thằng nào mạnh quá. Có nên diệt thằng này luôn không nhỉ? Sợ nó chui về nước mình. Chắc nó cũng không chui được. Chui được, chắc không chui được. Loạt phát là nó hết ngay mà. Camera tăng lại rồi. Hay lắm, Sun đánh hộ mình luôn. Chỗ này
Đấy, tơ họ đầy quân. Tí sắp có nổi loạn này này. Đến 80% là phải bật lên. Một mét thép ở Đồng Kinh. Trừ 22.500 em vàng, ok. Được. Rẻ. Đồng ý luôn. Thì up ở Phnom Penh lên. Up luôn. Để mỗi điểm animation này. Tăng Phnom Penh lên. Xong rồi sau đó thời kỳ sau thì tăng ở Venite lên. Tăng sau với Pevin lại tăng ở Đông Kinh. Cứ đá như thế. À, xong rồi tăng ở Huế nữa. Đấy. Tăng ở Phnom Penh xong tăng ở Huế. Mỗi thành một thời kỳ. 80% rồi này. Đấy, thằng của mẹ lại còn. Mười bốn, nói chung là mình cũng không tụt hậu với bọn nó lắm. Bọn nó đến tầm này là bọn nó cũng kịch kịch rồi. Mình không đánh nhau hồi một tí là mình ngon ngay này. Đợi một phát sau mình ứng xong cái kia mình co hết đất lại. Mẹ thì mình có tiền ngay, thu được thuế. Tiền mình đầy lên cái này, con mã cho mày chết với bố mày. Thôi bố mày sắp đến rồi. 575. Sắp rồi. Mày đang ua đâu. Mẹ nào này. Nhanh nhanh cho anh xin đi 150. Xin 150. À để mẹ sang xin sang cử sang. Xin được luôn rồi. Ngon. Còn mẹ là mày cửa thêm người. Đây rồi. Bây giờ co đất nó mới rẻ này. Cử cử thằng co ra đây lại xin cứ xin. Cứ xin Hàn Quốc với cả mạ. Úi rồi, co 75. Ơ thế thì thằng này mình xin được tiền đấy. Thằng này mình xin được. Thằng này xin được ít tiền 49 nữa cũng được. Cả mẹ. Thế mà không để ý xin thằng Hàn Quốc. Cứ hai thằng này mà nã tiền đấy. Đưa tiền đây. Velit này, có 200 up cái này luôn này. Tăng Charge Power ở đây lên này. Là tiền tăng ngay có đéo gì đâu. Bom bay nó up lên này. Mất tiền để tăng karma. Mất tiền là ta còn lại được. Mấy cò đi. Mấy hết. Lấy hết. 95 tiền, ngon. Cái này nó sẽ tăng nhà tu lên. Được luôn. Được của nó luôn.
Có đánh nhau không? 580. Tuyển thằng xịn xịn tí, thằng này cộng 3 này. Tuyển luôn. 2,9 vàng mỗi tháng. Thế thì giảm cái phí này xuống. Ok. Xây cái này có chặn rồi. Anh nghĩ là cũng không, nhưng mà nó cũng thể là nó kiểu như là nó sẽ rỉa thuyền của nó ấy. Thì chắc là cũng ok. Ok, bọn này mượn đường để sang đánh sun. Ok luôn. Bọn này cũng thế đúng không? Mượn đường ra đánh sun đúng không? Ok luôn. Sang đánh đi. Anh cho các chú đi con đất của anh để đánh thằng sun. Không vấn đề gì cả. Rồi, nó dậy ở đây đúng không? Đi đẹp loạn. Đó, hồi quân xong rồi mình tắt bút đi. Xong mới đầy tiền. Rồi hạ tiền xuống. Năm 80. Cứ đánh nhau đấy. Càng giảm càng yếu. Anh đứng ngoài nhìn. Oh shit. Đây này này. Ui giời, là cái thằng rác rưởi này. Chắc cũng không cần đến mình đâu nhỉ. Rồi, tập bản chúng ta dừng đây anh em. Như vậy là Đại Việt vẫn phồn thịnh. Mặc dù bị sút ra khỏi top các cường quốc rồi. Nhưng mà không sao cả. Chúng ta đã chiến được một nửa Australia rồi. Tập sau sẽ cố gắng chiến hết Australia.
để chúng ta có một thuộc địa cung cấp tiền cho chúng ta đấy. Thái tuy mạnh đấy nhưng mà không dám đánh, chúng ta vẫn ổn nên là làm sao tiếp tục ổn định kinh tế rồi tính gì tính. Rồi nghe xem này, mình subscribe chung của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.